mệt quá là mình đã quên quay hai cái món này. Giờ thì ở trong cái series giới thiệu về những cái món mà có trong cái trứng thì hôm nay sẽ quay lại. Đây chính là cái hai cái món này. Chắc là ai cũng chưa coi. Đây chính là một cái gọi là cái giấy sinh của nó. Ở trong đây sẽ có name, là cái tên của nó. Cái chữ này hơi khó đọc chút. Rồi thôi mọi người tự dịch đi nha. Này là tháng sinh ghê rồi cái kiểu. Nhìn đẹp quá ha. Còn mình chúng thì có màu hồng. Mình không biết nó là boy hay girl, nữ hay nam. Nhưng mà ai biết thì chỉ mình nha. Đây thì nó sẽ kèm theo một cái sticker như thế này. Giờ có 6 con sticker kèm theo cái bộ này. Cái bộ này thì có 6 con nha. Ai điếm đi. Nè, 3 con. Thì trong đây nó cũng có 6 con đủ với cái hình ở trong cái clip này. Tôi cho chúng này. Họ sẽ dán đại nhà luôn nè. Dán cho nó đẹp. Lúc đầu gì tôi tưởng á là cái con này thì nó có một cái beo ngoài thôi. Bây giờ tôi tưởng là nó dán cái này lên, nhưng mà thôi vì tôi tưởng là gỡ ra, là tôi cũng gỡ ra luôn. Thì phát hiện là trong đó đúng là có cái hình mà tì heo ấy. Thì tôi cũng không biết con thỏ này là nó có cái hình gì mà nó khó nhìn phải luôn. Ai biết thì nếu mà ai đã trúng thì chỉ cho nha. Tại vì nó lúc nào nó cũng nằm như thế. Có gì nó mua. Cái con này là cái con gì tím nè. Mấy cái tên con này mọi người có thể thay đổi tên mà vẫn để nguyên cái tên của nó. Đó, có cái con này xanh nét luôn. Đâu rồi. Đây có con này xanh nét luôn nè. Đây tên. Mọi người có thể giữ nguyên luôn cái bản chất tên của nó hoặc là đổi tên. Đó, mỗi con nó sẽ có một cái tên riêng như thế này. Như con màu vàng này nó sẽ có cái dòng vàng ở ngoài vậy đó. Đó. Connie, Siri gì nè. Còn cái con này là thôi hết cứu chữa luôn rồi, không biết luôn. Rồi ok. Còn cái clip này thì lần trước tôi đã quay rồi, chứ là không cần quay lại đâu ha. Đó. Đây là tập 2 thôi. Tập 2 quay lại với hai cái món đồ mà tôi quên quay này. Tại mình để quên quá trời luôn á. Đây, dạng là Made in China hết nha. Rồi ok, chúc kèo.